theo phần trước sau khi trận pháp trong khu rừng u ám bị đám người của sân bắc phá vỡ ngay sau đó tứ tiên và lục môn hoảng loạn cùng nhau bàn bạc kế sách đồng thời lúc này phó hồng đức nhân cơ hội kéo bè kết phái tạo phản hắn hiên ngang cùng đồng bọn xông đến thần điện thương minh làm loạn hắn đắc ý trách tội tứ tiên muốn nữ đế ly chẳng phải nhường ngôi cũng trong lúc này tề hồng bá lại nằm gục trên bàn ngủ ngon lành chảy cả nước rãi. sau một lúc nghe hắn phân bua với tam tiên thì quách sách cũng không ngồi yên được nữa ông ta bèn đứng dậy lên tiếng chấn chỉnh hắn ta này phó hồng đức là người đứng đầu lục môn ta lệnh ngươi lập tức quỳ xuống xin lỗi tứ tiên tuy nhiên phó hồng đức lại tỏ vẻ xem thường ông ta ngươi là cái thá gì chẳng qua chỉ là một con chó của tứ tiên một tên làm công cụ bị lợi dụng thật sự nghĩ là ta phục ngươi sao còn nói đứng đầu lục môn ngươi nghĩ mình xứng à bất chợt phục việt bước đến vỗ vai quách sách nhằm ngăn lại rồi cô nói sơn môn trưởng hàn môn trưởng các ngươi cũng nghĩ như vậy sao sơn cao dương không ngần ngại mà đáp lời phục việt thượng tiên ta thấy tự hủy linh đài trở thành nô lệ thấp kém có chút không ổn thỏa từ lâu bổn tọa đã không vừa mắt các ngươi rồi làm nô lệ ta cũng thấy ghê tởm đáng lẽ nên lột ra dốc thịt các ngươi ra để cảnh cáo nghe được những lời này từ sơn cao dương bỗng dưng cái tai của tề hồng bá khẽ giật lên còn bộ bái linh thì lại ôm bụng cười khoái chí ta tưởng là tối nay ta đã uống nhiều rồi chỉ bằng ba người các ngươi ư cô bất giác liếc mắt nghiêm mặt nhìn bọn chúng các ngươi thật sự nghĩ rằng bản thân lợi hại làm sao quách sách cũng tiếp lời sự bình yên trăm năm của thánh vực thương minh là nữ đế và tam tiên đã gây dựng nên các vị ở đây đều biết rõ trong lòng không thể tiến bộ không thể đột phá cảnh giới là do ai gây ra ông ta tức tối chỉ thẳng tay về phía phó hồng đức nhấn mạnh chẳng phải là do tiên tổ của phó ra các ngươi đã hậu thổ đế vương đời trước hay sao? tên phó hồng đức nhìn ông ta rồi bật cười ha ha lão già thì ra là ngươi đã biết từ trước quách sách cho rằng ân điển của tứ tiên lớn như biển tung hoành càn khôn cho huyết mạch của chúng ta được tiếp tục đến bây giờ các ngươi không nghĩ đến việc báo ân mà ngược lại còn có hành vi mưu phản đúng là coi thường phép tắc xem ra bản tính của ngươi rất khó đổi trong cơ thể ngươi quả đúng là chảy dòng máu bẩn thỉu và ích kỷ phó hồng đức tức tối cúi gầm mặt cười gằn ngươi nói xong chưa chút nữa ta chắc chắn sẽ rứt sạch đám lông dựng ngược trên đầu ngươi ha 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 nếu như ngươi chủ động cạo sạch đầu thì ra sẽ tha cho ngươi một mạng khi hắn vừa dứt lời thì bỗng dưng từ phía sau ba người bọn hắn xuất hiện cột kim quang sáng chói sau đó đâm thẳng xuyên qua nóc nhà làm đổ bể mọi thứ nó đi qua đồng thời lúc này ở nơi khác cũng có cột kim quang tương tự xuất hiện chọc thủng bầu trời của thánh vực thương minh rất nhanh bầu trời đã bị xé toạt một phần làm mọi người bên dưới đều hốt hoảng lúc này bên ngoài không gian xuất hiện những bộ móng vuốt đang dần tiến lại gần thánh vực thương minh ngay sau đó hàng loạt quái thú đang lần lượt chui qua khe hở còn tên Phó Hồng Đức lại cười khoái chí khi cả người hắn đầy hắc khí vây quanh, ha ha ha, thiên hạ cuối cùng sẽ thuộc về phó gia. Đến đây phục việt liền phân phó cho Tĩnh Hàm và Diễm Nguyệt, mau đi đi, phía đông và phía tây giao cho các người đấy. Nói rồi cô liền bay ra bên ngoài, đưa tay thi triển pháp thuật tạo ra một trận pháp, ngay lập tức một không thiên trận được đặt ngay tại khe hở thời không. Phục việt người bừng bừng lửa hận lên tiếng, tất cả đệ tử Thánh Vực Thương Minh nghe lệnh, môn trưởng lão của ba môn Thổ Kim Mộc, tư thông với kẻ địch, chứng cứ rõ ràng, cho dù là nội môn hay ngoại môn, tất cả đệ tử nhanh chóng ngồi thuyền ngay tại chỗ kẻ nào tự ý hành động coi như là phản đồ lập tức giết chết không tha phó hồng đức lúc này cũng vội vàng lao lên không trung đứng đối diện với phục việt ra vẻ đắc ý ly chẳng là đứng đầu trong tứ yêu hoắc loạn thánh vực ngàn năm bây giờ khí số đã tận đợi sau khi phó hồng đức ta tiêu diệt hết tứ yêu môn trưởng lục môn mới sẽ được tuyển chọn trong tất cả các đệ tử bên dưới mặt đất bất chợt có sự dung chuyển mạnh khiến mọi người trao đảo phó hồng đức cảm thấy khoái chí khi thủy môn cũng đã bị phá rồi hắn bắt đầu quay xuống dưới đám đệ tử nhằm kích động bọn họ kẻ biết đều là trang tuấn kiệt đại trận đá bị phá bây giờ không phản còn đợi đến bao giờ chứ? Từ yêu xem thường tính mạng của tất cả đệ tử, các ngươi biết nên làm sao rồi đấy. Nghe những lời này của hắn, đám đệ tử bắt đầu xôn xao náo loạn. Bên ngoài không gian đám quái thú cũng đang tìm cách phá không thiên trận. Phó Hồng Đức lại vui cười nhìn Phục Việt, bảo rằng các ngươi đã đi vào đường cùng rồi. Phục Việt cũng nhẹ nhàng mỉm cười đáp trả, "Phó môn trưởng, là cái gì đã khiến ngươi sinh ra ảo giác có thể thắng được vậy?" Chuyển cảnh, quay lại nửa canh giờ trước khi Lâm trưởng lão bị những xúc tu của Tiểu Chi trói chặt, cô ra sức truyền âm bảo Hạ Chỉ mau chạy đi hạ chỉ nghiến chặt hai hàm răng nhìn cô mà bất giác cảm thấy thương xót thế là anh quay lại nhìn các cô gái trước mặt nói đều là nữ nhân vậy mà lại thích chơi trò kích thích như thế chỉ chơi với nữ nhân thì có vẻ ích kỷ quá rồi tiểu chi lạnh lùng nhìn anh nói với giọng thách thức ừ con rán từ đâu chui ra đừng hòng phá hoại chuyện tốt của ta nói rồi cô lại ném những xúc tu về phía đối phương tuy nhiên hạ chỉ lại nhai răng ra cười rồi âm thầm nói siri mau đổi kỹ năng nghịch chuyển bao nhiêu tiền cứ tiêu tùy thích siri đồng ý và cho biết đã trừ đi tám mươi tám điểm phần nộ Thiên khung nghịch tự chú, pháp quyết thần cấp xoay chuyển quỹ đạo số mệnh, thời gian hồi là 24 giờ. Thông báo xong Siri liền xuất hiện đưa tay vẫy chào, "Đại tỷ tỷ, cùng chơi đi." Siri chỉ cần đứng yên chỉ tay nhẹ ra phía trước, những xúc tu bắt đầu nhanh chóng quay đầu, sau đó lao thẳng tới chỗ đám người tiểu chi, khiến bọn họ hốt hoảng. Rất nhanh cả ba cô à bị những xúc tu quấn chặt, tiểu chi bối rối kêu lên, "Vì sao không chịu nghe theo sự khống chế của ta à á?" Sân Bắc hoảng loạn kêu chúng dừng lại, "Tiểu chi, mau nghĩ cách đi." Hạ Trí vui vẻ cho biết lâm trưởng lão bị đối xử như thế nào thì các ngươi sẽ phải bị gấp 10 lần đến đây các xúc tu bắt đầu cử động không ngừng cọ sát làm tê liệt cả người uông uông ngươi đã làm gì mau dừng lại a à, a à, không được thật sự ta không được mà tiểu chi cũng quằn quại run rẩy toàn thân chỉ biết kêu cứu sân bắc cũng đang bị sự tra tấn của xúc tu khi chúng liên tục chui vào những nơi nhạy cảm a à, a à, ở đó không được mau cứu ta ta sắp không được rồi hạ chi cau gắt bảo chuyện bản thân không muốn làm thì đừng ép người khác làm lần sau đừng dùng chiêu thức độc ác này nữa nói rồi anh liền ném ra những tia linh khí về trước đánh tan những xúc tu đang trói buộc trên người lâm trưởng lão. ngay sau đó hạ trì vội chạy đến đỡ lấy cô ta và ân cần lo lắng. lâm trưởng lão, ngươi không sao chứ? tuy nhiên cả người cô ta đã mềm nhũn không còn chút sức sống lực, rồi ngất lại đi, khiến hạ trì hoảng hốt gọi cô. lâm trưởng lão, lâm trưởng lão, bất giác anh quay lại gọi lớn kêu cung liễu, mau qua chăm sóc lâm. nhưng hạ trì chưa kịp nói hết câu thì anh hoang mang, châu mày lại đầy khó hiểu với hình ảnh trước mặt. cung liễu mặt đỏ ửng cả người run run hai chân khép nép như thể đang tò mò về những sức mạnh của những xúc tu kia. hạ trì không thể hiểu được nha đầu này rốt cuộc trong đầu đang nghĩ thứ gì nữa chuyển cảnh diễm nguyệt đang thi pháp năng lực thiên hỏa vẫn thành một quả cầu lửa đang hội tụ ở phía sau cô trong nháy mắt một con phượng hoàng lửa siêu to khổng lồ hiện ra trong thật khí thế phượng hoàng lập tức lao đến đám quái thú đang tấn công không thiên trận nhanh chóng nhấn chìm đám quái thú này trong biển lửa để chúng hóa thành cát bụi về phần tĩnh hàm cô vung kiếm chỉ thẳng lên trời đồng thời hô pháp chú liên sinh liên lạc nhiệt độ không gian bắt đầu giảm số chuyển sang giá lạnh hơi xương cũng hóa thành những khối băng trong hình dạng liên hoa thấy được thực lực của tam tiên tên sơn cao dương và hàn thiên công bất giác sợ hãi mặt mày tái mét chỉ biết im lặng đứng nhìn thấy vậy tên phó hồng đức cũng thầm nghiến răng tức tối hai tên này đúng là phế vật mà ánh mắt phục việt lóe lên một màu xanh huyền ảo rồi vui cười nói hợp tác cần phải chọn người sơn cao dương hàn thiên công ta sẽ cho các ngươi con đường sống thấy thế nào hàn thiên công có chút dao động hắn quay qua hỏi ý sơn cao dương chuyện này sao đây nhưng hắn lại im lặng trong khi đó phó hồng đức có chút bất an hai người các người lấy lợi ích từ ta chuyện đến nước này rồi sẽ không trở mặt đấy chứ đã đến bước này rồi ngươi nghĩ rằng nàng ta sẽ thật sự tha cho các ngươi sao đồ ngu nghe vậy phục việt liền lên tiếng khẳng định ta dùng danh nghĩa nhị tiên thương minh để đảm bảo nhưng cô lại nghĩ thầm trong lòng ta đảm bảo sẽ khiến các ngươi chết hoàn toàn đến đây hàn thiên công bất giác ngờ quay xe hắn liền trở mặt với phó hồng đức tên họ phó kia coi như là ta đã nhìn ra rồi không phải ngươi mới là tên ngốc thật sự chứ lại câu hai con cá bỏ ta nếu như ngươi vẫn còn đường lùi thì mau dùng luôn bây giờ đi dù nói vậy nhưng hắn vẫn thầm bất an trong lòng phục việt nhìn có vẻ tự tin thái quá rồi lão phó rốt cuộc là có được hay không sơn cao dương cũng không nhịn được nữa mà lớn giọng mắng ngươi nhìn dáng vẻ xui xẻo này của phó hồng đức đi hắn thì có thể giữ lại đường lui gì chứ ta không muốn đi theo cùng đâu bị hai người đồng hành lật lộng phó hồng đức tức giận siết chặt nắm tay hừ thứ hèn nhát là đồ phế vật phục việt lúc này kéo lấy một hơi thuốc thật sâu sau đó nhẹ nhàng thả ra một làn khói màu hồng từ trong làn khói xuất hiện một cấm chế thời không cũng từ trong cấm chế những linh khí màu lam dần hiện ra sau đó chúng từ từ ngưng tụ lại cuối cùng hợp thành nhân ảnh của nữ đế ly tràn dưới chân cô là tên mập cung mặc bị trói chặt miệng nhét đầy rẻ gương mặt lạnh lùng cùng ánh mắt tràn đầy sắc khí ly chản đang ngồi nhìn bọn tạo phản sơn cao dương nhìn người trước mặt thầm lo sợ lần này coi như xong đời rồi cái gì mà ly chản sức cùng lực kiệt cái gì mà cơ thể đã bị hủy hoại chứ tên hàn thiên công mặt cắt không còn giọt máu thầm trách phó hồng đức đã hại bọn họ chết thảm rồi phục việt lúc này lại nói phó hồng đức không phải ngươi đang tìm tên đầu heo này sao ba người các ngươi là đại năng của thánh vực thương minh vậy mà đến khí tức của tỷ tỷ cũng không cảm nhận được ha 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 thật lạ mất mặt mà bị sỉ nhục phó hồng đức chỉ biết im lặng nghiến răng cay cú nhưng rồi hắn lại nhắm mắt mà bật cười ha ha sau đó lại ngửa mặt ra rồi cười lớn với âm thanh chấn động ta còn sợ hôm nay ly chản sẽ không đến tự tưởng mình là thông minh đúng không ha 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 vừa dứt lời bỗng phía sau hắn một cấm chế thời không được mở ra từng luồng linh khí màu vàng cũng tỏa ra từ đây chúng không ngừng dao động và hình ảnh một nhân ảnh cô gái người này cất giọng chào hỏi ly chản nữ đế đã lâu không gặp tên cung mặc bất giác cả người run rẩy vô cùng sợ hãi khi gặp nhân ảnh này không gian sau đó bỗng dưng chìm vào im lặng cô gái mới đến cũng mở lời trước thật lạnh nhạt rõ ràng là người ta mang quả đến mà nói rồi cô ta liền búng tay một cái như nhằm ra hiệu cung mặc bất ngờ trợn tròn mắt hai má đồng thời cũng phình to ra ép hai con ngươi lồi cả ra ngoài cả cơ thể cũng đang trương phình đến mức đứt cả dây chói ngay cả cái quần sọc đang mặc trên người cũng đang rách dần và cung mặc cứ thế bị phình cho đến khi phát nổ vụ nổ này cũng khiến cho hình ảnh nữ đế bị sụp đổ và biến mất trong giây lát phục việt với gương mặt ghét bỏ nhìn cô ta mà ngạc nhiên cô gái này nhắm mắt lại cảm nhận sự thích thú đây có phải là một phần quà gặp mặt rất thú vị phải không ngay lúc này ở giữa hai bên xuất hiện một không gian cấm chế hình hộp trong tích tắc nó đã nuốt chửng ly tràn vào bên trong đến đây phải nói đến định phong châu là đặc sản của thánh vực chi đô một viên có thể làm tăng tốc độ chuyển động của linh lực hai viên thì có thể giảm tốc độ chuyển động của linh lực nhưng khi sử dụng hơn hai viên định phong châu sẽ nổ tung và tạo thành một không gian mà linh lực không thể chuyển động cô gái lúc này tươi cười đắc ý cho biết đây là món quà gặp mặt mà ta phải tốn 38 viên định phong châu để tặng ngươi đấy ngươi có biết là đã tốn bao nhiêu tiền của ta không như đây cũng đủ để thấy mức độ thành tâm của ta đối với ngươi rồi phục việt đứng đối diện nghe thấy những lời này liền thở dài tỏ vẻ chế diễu hay đã trở thành nữ hoàng của một nước rồi mà còn để ý là bao nhiêu tiền tộc trường trùng đúng là keo kiệt thật thế nhưng cô gái lúc này lại lên giọng ly chản nói về đánh độc chiến ngươi quả thật là người đứng đầu thiên đạo nhưng trong khoảng trống được nổ ra của thiên đạo ta là giao thớt còn ngươi chính là cá nằm trên nó ly chản xuất hiện ngồi đó với gương mặt bất cần đời cô chán nản lấy tay chống cằm nhìn về đối phương cô gái trông thấy thái độ của ly chản lập tức bày ra bộ mặt khó chịu ta ghét nhất là gương mặt nắm chắc phần thắng trong lòng bàn tay của ngươi lúc này phục việt lại tiếp tục kéo lấy một hơi thuốc rồi nhẹ nhàng nhả ra một làn khói nghi ngút Làn khói bay vào bên trong không gian cấm chế và hình ảnh nữ đế ly tràn cũng đang dần biến mất. Phục Việt bất chợt lại thầm cười, nghe ngươi tự nói nửa ngày, cứ cảm thấy rất có lỗi với ngươi về điều này. Cô gái bắt đầu bức xúc khi nhận ra vấn đề, "Gì chứ, ngươi vậy mà lại là tộc Thanh Khâu, đồ hồ ly thối, ngươi đùa ta à? Phục Việt lại bảo ngươi giống với ba tên ngu ngốc kia. Ta chỉ là cho các ngươi nhìn thấy thứ mà các ngươi muốn nhìn mà thôi, vậy không thể coi là ta đang đùa giỡn với các ngươi." Phục Việt lại mỉm cười nhìn cô ta, không biết đại tỷ tỷ sẽ nhìn nhận ngươi như thế nào vừa dứt lời bỗng một trận pháp xuất hiện phóng thẳng xuống không gian cấm chế một cột quang linh lực cường đại trong nháy mắt không gian cấm chế đã phát nổ đồng thời hình ảnh diễm nguyệt cũng xuất hiện trong khi cô gái đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì từ trận pháp đó hình ảnh ly tràn lại hiện ra với đôi mắt vàng rực yếm ly chúng ta đã nghìn năm không gặp nhau rồi nhỉ cô gái thầm tức tối nghiến răng nghiến lợi nhìn ly tràn ta rất ghét thái độ dùng trong tình huống nào cũng bình tĩnh của nàng ta đúng là đáng ghét mà ly tràn lại bảo món quà ngươi tặng ta ta sẽ miễn cưỡng thu nhận chỉ tiếc là món quà rẻ tiền này không xứng với sự kỳ vọng của bản tọa với ngươi vừa nói ly chản đưa tay xuyên thẳng qua cấm chế thời không bàn tay cô rất nhanh đã lao đến trước mặt yếm ly lúc này cô thầm sợ hãi nàng ta thật sự là tên điên ly chản ngươi muốn đấu với thiên đạo là chuyện của ngươi ta vẫn chưa định bại lộ ra ta đi đây nói rồi cô liền thi pháp mà bỏ chạy cấm chế thời không cầu yếm ly cũng đang dần thu nhỏ lại ly chản bình tình giơ tay lên thi triển pháp thuật nhằm hút lấy linh khí xung quanh trong phút chốc chúng đã ngưng tụ thành một quả cầu linh lực được bao quanh bởi những hắc khí gan nhỏ như chuột nhắt chỉ biết trốn nói rồi cô liền ném quả cầu hắc khí ra xa rất nhanh quả cầu hắc khí đã lao thẳng đến chỗ cấm chế thời không của yếm ly sau đó mọi thứ đều khép lại trên bầu trời chỉ còn vương vãi lại chút khí tức màu xanh ly trả lạnh lùng cho biết đây là món quà ta đáp lễ cho ngươi tên phó hồng đức chứng kiến tất cả lúc này hắn vô cùng hoảng loạn cho rằng nơi này không thể ở lâu được nữa hắn dùng toàn lực mà nhanh chân bỏ chạy nhằm thoát thân tuy nhiên hắn lại va phải vào bộ ngực săn chắc của hạ Chỉ đang đứng chắn trước mặt cú va chạm làm hắn té ngửa ra đất hắn ngơ ngác ngước nhìn người đối diện hạ hạ trì sao ngươi lại ở đây vì sao ta không thể ở đây hạ trì không người xuống đưa hai con ếch trong tay cho hắn ta nhìn rõ phó môn trưởng ngươi biết đây là cái gì không hắn hốt hoảng nói không thành lời cái cái gì ếch ếch hạ trì cũng thành thật nhắc lại cho hắn ta ngươi đến tổ tiên của mình cũng không nhận ra sao ngươi rốt cuộc đã làm cái gì hạ trì lại nói ngươi tưởng rằng ta sẽ tốt bụng nói cho ngươi biết là ta đã làm cái gì sao như vậy thì thật sự rất tốn nước bọt của ta ngươi vẫn nên mang theo nghi vấn xuống dưới kia rồi từ từ suy nghĩ với hai vị huynh đệ tốt của ngươi đi bất chợt hắn ta đứng hình khi có một giọng nói vang lên gọi hắn phó môn trưởng hắn vội quay lại thì trông thấy ly chản mà kinh ngạc nữ nữ đế ly chản lơ lửng từ xa nhìn hắn ngươi muốn ta đến như thế nào chặt hết tứ chi hay là tự phế tu vi nhưng đáng tiếc đến cuối cùng ta vẫn mềm lòng ta sẽ không đối xử với ngươi giống như ngươi đối xử với ta đâu nghe đến đây hai tên sơn cao dương và hàn thiên công vội thở phào một hơi tuy nhiên ly chản lại bảo ta sẽ cho các ngươi chết có mặt mũi một chút ví dụ như tiêu tan thành mây khói chẳng hạn lời vừa dứt những làn hỏa khí bỗng xuất hiện trước mặt bọn chúng rất nhanh ba cột hỏa lực phóng thẳng xuống trong tích tắc đã thiêu dụi bọn chúng thành cho bụi chỉ còn nghe vọng lại vài tiếng không cam tâm từ biển lửa hồ ly đổ lửa phục việt nghe thế vội lấy tay che miệng mà cười khoái chí lời của hồ ly mà cũng tin chỉ tại các người quá ngu thôi chuyển cảnh ngày xưa có một người vợ của một người giàu có bị bệnh nặng trước khi chết nàng đã gọi con gái duy nhất của mình đến bên cạnh lúc này diễm nguyệt lại đóng vai là cô bé lọ lem còn liên hóa thì trong vai người mẹ ruột người mẹ yếu ớt nằm trên giường giọng thều thào con gái ngoan mẹ cho dù có chết đi thì cũng sẽ ở bên cạnh con lọ lem nắm chặt tay người mẹ mà ngại ngào mẹ không nhưng cô lại bảo đừng ở bên cạnh con đáng sợ quá bất chợt người mẹ kêu lên a à ta chết rồi nói rồi cô quay ngang mà thổ huyết ra đi thấy vậy lọ lem đau buồn mà hét lớn mẹ sau khi người mẹ qua đời người cha rất yêu thương con gái lo lắng con gái thiếu tình yêu thương của mẹ nên một năm sau đã tìm một người mẹ kế cho nàng và người mẹ kế này còn dẫn theo hai đứa con riêng đi đến a à không phải mà là hai người chị gái lọ lem trước mộ mẹ mình mà vui vẻ nói mẹ con có mẹ mới và chị gái mới rồi con sẽ không cô đơn nữa chuyển cảnh bộ môn trưởng bộ bái linh trong vai người mẹ kế cô lạnh lùng ngồi trên ghế sai bảo lọ lem mau lau sạch sẽ đi nếu không thì đừng hỏng ăn cơm lọ lem người lắm lem đầy mồ hôi vì vất vả làm việc nhà trong khi đó bà mẹ kế cùng hai người chị ngang hong lại vui vẻ đứng nhìn người chị hai được phục việc thủ vai cô đang phấn khích khi nghe được một tin vui nghe nói vương cung sắp tổ chức yến tiệc mùa xuân tại đây thái tử cũng sẽ tuyển vợ cho mình người chị cả chính là ly tràn cũng tiếp lời vương cung sạch sẽ chỉ mời những cô gái xinh đẹp thử đoán xem trong đây là có ai không được mời hôm diễn ra lễ hội lọ lem lầm lũi thầm buồn cho chính mình sau khi cha thăng thiên thì mẹ kế và hai chị chỉ biết bắt nạt mình vào lúc bọn họ chuẩn bị rời đi dự tiệc nhưng người mẹ kế vẫn không quên nhắc nhở cô 12 giờ bọn ta sẽ quay về nhớ đun nước nóng nấu mì trước cho bọn ta nếu không thì ta sẽ đánh gãy chân của người lọ lem bật khóc cả người run rẩy đứng nhìn theo chiếc xe ngựa đang rời đi cô buồn tủi vì cả người mình bẩn thỉu như vậy sợ là không có cơ hội đến vũ hội trong lúc cô một mình đứng khóc hu hu thì bỗng có một cô gái từ sau bước đến cô gái này chính là tĩnh hàm trong vai tinh linh giáo mẫu giáo mẫu bước tới hỏi chuyện cô bé vì sao còn lại khóc Lọ lem ngây ngô cho biết con muốn tham gia yến hội liên quan nhưng lại không có quần áo đẹp. Tuy nhiên giáo mẫu lại vui vẻ bảo rằng ta sẽ giúp con. Cô đưa tay triệu hoán lấy ra một viên ngọc xanh. Trong nháy mắt lọ lem hóa thành nàng công chúa với bộ váy xinh đẹp được khoác trên người mà vô cùng ngỡ ngàng. Chưa dừng lại, giáo mẫu lại làm phép rồi đọc câu chú cung hỉ phát tài. Một làn khói trắng hiện ra. Khi làn khói tan biến cũng là lúc cỗ xe xuất hiện. Giáo mẫu vẫy tay chào lọ lem rồi lại nhắc nhở 12 giờ nhất định phải về nhà nếu không thì tiên thuật sẽ biến mất. Lọ lem vui mừng bước lên cỗ xe, nhưng vẫn không quên quay lại cảm ơn tiên nữ thánh mẫu chuyển cảnh đến nơi diễn ra lễ hội lọ lem vừa bước xuống xe bắt gặp nhiều người đang đứng quanh vẫy tay chào đón ôi xinh đẹp quá cô nương nhà ai vậy trông thật xinh đẹp không biết cô nương đã có hôn phối chưa ta thấy con trai của ta được rồi lọ lem cũng tự tin xảy bước khi được nhiều lời tán thưởng đột nhiên có một nam nhân bước đến đứng đối diện lọ lem ngõ lời công chúa xinh đẹp ta có thể mời nàng nhảy một điệu được không và người nam nhân đó không ai khác chính là hạ trì trong vai vương tử lọ lem cũng nhẹ nhàng gật đầu đồng ý nhưng trong lòng cô lại thầm đánh bản quyền vương tử là của lão nương ta rồi trong lúc cả hai đang xe xưa nhảy vương tử bỗng hỏi công chúa xinh đẹp nàng ở đâu tên là gì lọ lem chỉ biết ấp úng nói ta ta à, nhưng cô lại thầm nghĩ ta chẳng qua chỉ là công chúa giả qua 12 giờ thì tiên pháp sẽ biến mất vương tử thấy cô e ngại liền trấn an không sao cả đừng ngại sau này chúng ta sẽ có thời gian để giao lưu thời gian thấm thoát trôi qua bất chợt lọ lem nhìn thấy đồng hồ đã gần 12 giờ cô giật mình thầm nuối tiếc sao thời gian trôi đi nhanh như vậy ngay lập tức cô đẩy tên vương tử ra khiến anh té nhào rồi vội vàng rời đi thái tử điện hạ ta phải về nhà tạm biệt vương tử nằm dài dưới nền đất mà gắng gọi với theo a công chúa điện hạ tuy nhiên lọ lem đã nhanh chân lao đi mà đánh rơi lại chiếc giày vương tử ngồi bật dậy nhìn chằm chằm vào chiếc giày trước mặt sau đó anh ta cầm chiếc giày lên vui vẻ nảy ra sáng kiến ừ cô gái nàng không chạy thoát được đâu ai đi vừa chiếc giày này thì người đó chính là vợ của ta lúc này vương tử đã yêu cô bé lọ lem anh thề rằng cho dù thế nào cũng phải tìm được nàng chàng dặn thị nữ điều tra khắp thành cuối cùng cũng đến nhà của cô bé lọ lem ngay sau đó mọi người đều lần lượt mang thử chiếc giày và tất cả đều vừa chân thế là vương tử hai tay ôm lấy cả bốn cô có thể thấy các ngươi đều đi vừa đôi giày này vậy ta chỉ có thể lấy cùng lúc bốn người thôi đến đây đột nhiên tên đạo diễn tức giận hét lớn lên cắt hắn bức xúc tay cầm cuốn kịch bản đập mạnh vào đầu tên biên kịch ông có xem lại ông đang viết cái gì không còn lấy cùng lúc bốn người đến cả tên nữ thánh mẫu cũng không tha bảo ông sửa lại chứ không bảo ông xuyên tạc tên biên kịch vội lấy tay xoa đầu mà khóc ròng, hết cách rồi công chúa đi siêu âm 37, chân của bốn vị diễn viên của chúng ta cũng là sai 37. mươi tên đạo diễn tức điên lên mà đạp vào đầu tên biên kịch nằm gục dưới đất ngày mai là do thừa mà ông lại làm việc thành thế này bảo ông tăng ca sửa hay la tăng ca sửa đạo diễn đại nhân tôi chắc chắn là muốn tăng ca sửa hắn liền bật cười người dậy khiến tên đạo diễn té nhào nhưng tăng ca để sửa thì cũng không thể bảo cả tổ tăng ca diễn đúng không tên đạo diễn ngồi đó cũng đành bất lực thở dài hay tuy có chút buồn cười nhưng cũng khá sáng tạo năm mới không nói ông nữa sáng năm phải cố gắng hơn tên biên kịch vui mừng vội vàng chấp tay đồng ý vâng 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 được 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 bỗng dương ly tràn tay bưng mâm trà đi đến Sắp qua năm mới rồi, chúng ta chụp bức ảnh đi. Một năm này mọi người đã vất vả rồi. Tên biên kịch vui vẻ lấy máy ảnh ra rồi bảo mọi người qua đây hết đi, đứng thành hai hàng, rồi nói theo tôi một hai ba năm mới vui vẻ. Chuyển cảnh ở một khu phố ven sông, nhà nhà đều treo đèn lồng, dưới sông cũng được mọi người thả hoa đăng nhằm cầu nguyện may mắn. Trên bầu trời cũng lung linh sắc màu bởi màn bắn pháo hoa. Lúc này tĩnh hàm cũng vừa thả hoa đăng xuống sông rồi quay lại hỏi mọi người đã ước xong hết chưa. Tĩnh hàm như đang thấy mặt mọi người ủm nhẹ một tiếng, ai nấy đều vui vẻ với riêng mình bỗng dương diễm nguyệt lộ ra vẻ buồn bã khi hỏi lại tiếp theo còn có hoạt động gì nữa không muốn về thương minh thần điện sớm như vậy nghe vậy tĩnh hàm liền bước tới có ý muốn bảo hạ trì lo liệu hạ trì cúi đầu suy nghĩ trong giây lát bất chợt anh vui mừng cười lớn khi nghĩ ra một sáng kiến a à, có rồi những ngọn đèn lồng được thắp sáng và thả bay lơ lửng giữa bầu trời đêm xuân hạ trì sau khi nghĩ ra được kế sách anh bắt đầu lục lọi tìm kiếm thứ gì không biết chỉ thấy anh ta liên tục ném ra những quần áo của nữ giới thấy điều này bỗng dương diễm nguyệt lại thầm thắc mắc bình thường hắn thu thập nhiều y phục của nữ nhân như vậy làm gì chẳng lẽ muốn giả làm nữ nhân hạ trì cuối cùng cũng chọn ra được mấy bộ y phục treo ngay ngắn trên sào anh liền bảo mọi người đến chơi hệ liệt noãn noãn đi ngay lập tức cả bốn cô gái đều ngơ ngác nhìn anh hệ liệt noãn noãn là cái gì hạ trì vui cười giải thích rõ hơn tức là bốn vị sư phụ phối y phục cho nhau với chủ đề là năm mới sau đó chấm điểm cho nhau người nào điểm cao nhất sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt tối nay nhưng bí mật đến cuối cùng mới được tiết lộ hạ trì vội vã bước ra bên ngoài nhưng anh quay lại nhắc nhở ta đi chuẩn bị trước hãy nhớ chỉ có một canh giờ thôi trong khi chờ đợi hạ trì nhìn ra khung cảnh bên ngoài nhộn nhịp và hữu tình một lúc sau hạ trì bước đầu gõ cửa phòng đã đến giờ rồi bốn vị sư phụ đã chuẩn bị xong chưa đi vào đi hạ trì mở cửa bước vào cất tiếng gọi các sư phụ anh hoang mang không thấy người chỉ thấy bốn bục kính được đặt sẵn anh lại thầm ngạc nhiên khi không ngờ đến cả trong phòng cũng trang trí bất chợt có một chiếc bục trong đó bắt đầu khởi động nó xoay trong từ từ bay lên cao bỗng có một ngọn lửa đang bùng cháy từ trong chiếc bục làm cho hạ trì kinh ngạc anh có chân nhầm né tránh và người đầu tiên xuất hiện trình diễn đó chính là cửu ly đao thần diễm nguyệt trong bộ y phục cắt xẻ táo bạo siêu kiệm vải và người phối đó là khang tĩnh hàm Hạ trí thích thú liền dơ bảng điểm 100 lên cao, và điểm số của ba người còn lại lần lượt là 85, 100, 90. Trên chiếc bục tiếp theo là sự xuất hiện của những bông hoa băng. Người thứ hai thể hiện chính là Khang Tĩnh Hàm, trong bộ váy xã hội xẻ tà đầy quyến rũ. Người phối đồ cho cô lại là Phục Việt, cô không ngừng tạo ra những bộ dáng kiêu xa. Hạ trí bông hoa mắt ù tai với hình ảnh trước mặt và điểm số 100 được dơ lên, những điểm số của ba người còn lại đều là 90. Trên chiếc bục thứ ba phản phất chiếc đuôi hồ ly, Phục Việt xuất hiện với biểu cảm ngại ngùng, dùng tay che chắn những điểm nhạy cảm, mặc dù cô đang khoác trên người một chiếc áo kín mít ly chản đang chăm chú nhìn phục việc không rời mắt còn hạ chỉ lại ngạc nhiên lên tiếng hỏi lại nhị sư phụ sao hình ảnh của người lại khác với mọi người như vậy tĩnh hàm bất ngờ nói không so được tỉ tỉ khi dễ người quá không qua xét duyệt nên tảng đã tự khoác thêm áo ngoài hóa ra bởi vì nửa tiếng trước cả hai cô gái phục việt và ly tràn đều phát hoảng với bộ y phục trước mặt phần áo trên thì cũng tạm ổn nhưng phần váy dưới thì chỉ đơn giản có một mảnh vải nhỏ đủ che chắn nơi nhạy cảm phục việt thầm khóc dòng không biết mặc bộ y phục này kiểu gì bây giờ thấy vậy hạ Trì cũng đang phân vân khi cho điểm không ngờ lại khiến nhị sư phụ phải ngại nhưng không thể hiện ra thì điểm số này không chấm được vậy thì chấm 99 điểm đi trong khi đó bà người còn lại đều cho số điểm tuyệt đối là 100. vãi lờ hạ Trì như chết lặng mà méo hiểu chuyện gì anh thắc mắc bước tới chỗ phục việt giờ áo ngoài lên xem rốt cuộc là cái gì để ta xem thử xem điều này làm cho phục việt xấu hổ đỏ cả mặt mà hét lên a a a và màn thể hiện cuối cùng đó là ly chản nữ đế trong y phục cá tính áo thun và váy ngắn và người phối đồ là diễm nguyệt ly tràn tạo dáng khoe chiếc eo thon và săn chắc Hạ trì vội vàng giơ cao điểm 100 vì muốn cứu vãn lại một chút, không biết là có kịp không. Thế nhưng cả ba người còn lại đều đồng loạt cho 60 điểm. Điều này làm cho Diễm Nguyệt tức tối, dựa vào cái gì chứ, điểm của ta sao lại thấp như vậy? Tĩnh Hàm lên tiếng giải thích cho cô, vì chủ đề của chúng ta là năm mới, tiểu muội lạc đề rồi. Diễm Nguyệt giờ mới hiểu ra, cô buông xuôi rồi thở dài, hay là thế sao? Ly Tràn bất ngờ ngỏ ý, có phải có thể công bố người đứng đầu rồi không? Hạ trì nghe lời này liền ho lên vài tiếng lấy lại tinh thần, khụ khụ, đúng, đúng vậy. Sau đó anh lại vui cười thông báo, người vinh hạnh đứng đầu trong cuộc thi phối đồ nõn nõn kỳ tích lần này chính là ly tràn nữ đế của chúng ta vỗ tay ly tràn liền lên mặt vẻ đầy đắc ý như thể dám đấu với chị a ly tràn cũng hồi hộp quay lại nhìn hạ trì vậy phần thưởng đặc biệt là cái gì thế hạ trì không nói gì anh chỉ lẳng lặng vỗ tay ra hiệu rồi bảo có thể vào rồi dây tiếp theo là những đôi chân từ từ đang bước vào tiếp theo là một bát to được đặt xuống bàn hạ trì cho biết đây là sủi cảo do chính tay ta tự làm cho bốn vị sư phụ trong khi diễm nguyệt vô cùng thích thú thì ly tràn trái ngược lại cô thoáng buồn vì nghĩ phần thưởng đặc biệt này cảm giác như bị chiếm tiện nghi rất lớn tuy nhiên hạ chỉ lại nói thêm phần thưởng đặc biệt chính là người chiến thắng có thể đưa ra một yêu cầu với ta cho dù là lên núi đao xuống biển lửa thì ta cũng sẽ cố gắng thực hiện giấc mơ của người đó ly chản ngạc nhiên nhìn hạ trì mà hỏi lại ngươi nói thật sao hạ trì giơ ngón tay cái lên như khẳng định lời hứa đại trưởng phu nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy ly chản bất ngờ áp sát hạ trì khiến anh có chút lo lắng cô nhẹ nhàng nói vậy thì ta muốn ngươi mặc nữ trang